thì có thể chia sẻ gì về cái sự thay đổi này, cũng như là hãy hỏi từ lưu lực cái lúc mà chị thay đổi như thế này. Bởi vì chúng ta bắt đầu các chị rất là theo hình thức và chi tiểu tập đồng cho các tác phẩm, thì tác phẩm đầu tiên của tôi chủ yếu là Lâm Hành Tú, thì các tác phẩm về sau cũng đều theo hình thức cao hơn nữa. Thì về sau thì các anh mới phát triển thêm một hình thức nữa là Rio Đồng, và thấy là Việt Nam sẽ thực hiện cái chế tác tốt hơn nhưng mà chuyển sang thì một bộ cũng là tác phẩm đầu tiên của cô Lola sẽ được cái đó mà mình rất là thành công. Cho nên là những tác phẩm về sau của Công Yêu La cũng đều đi theo hình thức đó. Dạ vâng, tức là chị Ngọc Ngôn là tác phẩm đầu tiên khởi đầu trong một cái hình thức mới của Công Yêu La. Vâng, và cái tác phẩm Điện Ngọc Ngôn của chị đó là trước khi mà mình phát hành ra thì chị cũng đã đăng một cái số chương lên trên mạng. Thì ngoài việc mà mình đăng một cái số chương trên mạng giống như là mình spoil trước cho khán giả về cái nội dung tác phẩm của mình đó, thì chị còn có hình thức nào để có thể quảng cáo cũng như là lấy lòng khán giả về tác phẩm của mình không ạ? Đương nhiên cũng có, thì thỉnh thoảng là mình sẽ đăng cho mọi người xem cái tiến độ của mình tới đâu. Thì mình thấy hầu hết là tác giả họ sẽ có cái sự e dè khi mà muốn mua không? Có muốn người lựa đây. Bởi vì đa số là em các họa sĩ chụp tranh Việt Nam ngoài cái việc mà vẽ chụp tranh thì họ còn vẽ DC là Superman, Flash, công việc Batman, của mình cũng là một cho nên là thì mình tác giả theo chụp tranh đến cùng và có thể hoàn thành tác phẩm đó là cũng là một trường tác giả khá là lo ngại. Cho nên mình nghĩ là cái điều quan trọng là mình phải thật sự có một sự quyết tâm để cho độc giả họ hiểu là mình sẽ theo chụp đến cùng và yên tâm để làm được. Dạ, tức là mình phải truyền cái lượng của mình cho độc giả, để cho độc giả có thể theo mình đến cùng. Đó là chuyện gì đó, chuyện của mình nhập được mình về. Đúng rồi, thì và khi mà chị cho chị và Thu Vinh ra cho Rio là tác phẩm này á, thì mình có hai gói đúng không ạ? Mình là một gói phổ thông với giá là 150.000 đồng và một cái gói đặc biệt là giá là 900.000 đồng. Thì gói phổ thông là gói được ra sau cùng, còn hai gói trước là gói cao cấp và gói đặc biệt. Dạ, chị có thể giới thiệu về tí sơ về ba giá này. Gói phổ thông là giá gốc là 99.000, giá cao gói cao cấp thì 150 và gói đặc biệt thì 900. Thì mà với giá thành cao như vậy đó, thì giữa ba cái gói này á thì có được khán giả ủng hộ như là sự kỳ vọng không ạ? Gói đặc biệt là có khách hàng vào trong hai tuần đầu tiên thì ngày đó mình cũng rất là ngạc nhiên và vui mừng. Đương nhiên đó là kèm theo thì mình cũng phải có được những cái phần quà tặng phù hợp với đối tượng. Dạ, quà tặng phù hợp, chị có thể ví dụ là quà tặng gì? Như bộ poster mình bỏ ra cũng khoảng 3 tháng như vậy, bộ poster. Ồ, bộ poster đó là từ. Còn gói đặc biệt thì có thêm cái bút tặng hoa, thì cái bút đó được nghệ nhân Hà Huy Hoàng, Đào Huy Hoàng. Dạ, tức là gói đặc biệt của nó cũng phải đặc biệt, đúng với cái giá của nó mà. Con mua đi, mua con lựa đi. Và cái dự án của chị đó thì có sự hỗ trợ từ đơn vị Comicola, như là tại giờ mình nhắc từ đầu buổi tới giờ. Thì vậy chị có thể cho biết là cái công ty Comicola có đóng vai trò gì trong cái quá trình thực hiện dự án của chị luôn hả? Gần như là lo toàn bộ. Thì, như là đúng rồi. Thì nhiệm vụ của mình đó là vẽ và hoàn thành tác phẩm đúng thời hạn, còn lại thì công ty sẽ lo hết, từ quảng cáo đến xin giấy phép đến xuất bản, in ấn, đóng gói, chuyển phát, thì còn công ty sẽ lo cho mình. Mình chỉ có việc là ngồi vẽ và phải đúng thời hạn đó thì đều một. Thì mình cảm thấy là anh Dương và anh Tuấn, giám đốc của công ty, giống như ông bầu của mình vậy. Để thì thì trong cái nghĩa là bên Comicola lo toàn bộ những cái quá trình như vậy á, thì chị chỉ là vẽ và nộp. Nhưng mà theo một cái chia sẻ trước đây của chị á, thì Địa Ngục Môn đã bị nhiều nhà xuất bản khác từ chối phát hành. Thì cái quá trình mà từ những cái từ khi mà những bị nhiều cái nhà xuất bản khác từ chối như vậy đến khi mà đọc được Comicola, thì trong cái quá trình đó thì chị có cảm thấy nản hay là cảm thấy như thế nào không ạ?